bằng cái máy mạnh chơi game mà đồ họa không được. Tiền bạc thì không thành vấn đề. Ừ, tầm 200 củ thì 300 củ thì có lại được. Đây là cái đoạn tôi gọi là làm video để mong xem là những thời xuyên việc. Cái hình ảnh nhiêu tiền? Con màn này có là 80 triệu vậy. Tám triệu tính cho trong cái tiền khác này vô. Cảm ơn thiệt này là cảm ứng luôn đấy. Cảm ứng luôn đấy. Đây, là thằng này lại trên này đúng không? Là edit này nọ trên này đúng không? Kiểu lời kiểu xuống vậy nè bạn. Vâng. Con này nhiêu tiền anh? Con này là 120 triệu anh ạ. Con này 120 triệu. Tổng cộng ở đây sẽ là 322 triệu. 740 nghìn. To rồi. Cái phòng máy nó to là không vừa luôn các bạn. Đợi cho mình nè. Không vừa luôn cái cốp là bạn biết. Hôm nay mình sẽ đi gọi là đi mua cái bộ máy tính mới để về mình edit video, làm video cho nó nét mạnh hơn. Bây giờ máy mình cũ nó yếu lắm rồi. Đó. Thì sẵn mình mua sẽ mua cho Caramel một cái laptop luôn, tặng cho Caramel. Thì nói chung là lúc trước mình dự tính là đi xuyên Việt là mình trả 1 tỷ xuyên Việt. Thì mình sau khi đi từ miền Trung ra tới miền Tây Bắc xong quăng về lại Sài Gòn thì mới hết sợ 300 triệu, bạn còn dư tới 700 triệu luôn. Mà bây giờ chuẩn bị đi xuống miền Tây rồi đi xíu lên Tây Nguyên nữa mà không thể nào xài hết được 700 triệu nữa. Nên mình bắt đầu đi, mình sẽ cầm khoảng tầm 300 triệu đi mua gọi là máy tính, rồi mua laptop tặng Garamen này nọ. Đó, để cho nó bớt tiền đi các bạn. Rồi với lại để làm video cho nó nhanh hơn. Rồi tại bay flycam rồi tùm lum tà la hết. Edit ra được rồi các bạn nó giật lát. Đó, bạn ra video lâu các bạn chửi. Bữa giờ làm cái video gọi là ăn uống hoài đúng không? Ớn giờ đi rồi là mua sắm đi các bạn. Lâu lâu xài tiền nhiều nhiều một chút. Ok các bạn, chúng ta sẽ mua máy tính ở tại đây các bạn. Nguyễn Công PC, PC 2M hoặc Station Gaming. Đây ở tại địa chỉ là 176 Tân Phước, quận 10, Hồ Chí Minh. Bây giờ thêm chân mình cho mua máy tính. Đây các bạn. Máy tính sò họ kia. Rồi, rồi. Nói chung là anh nói là đi bằng cái máy mạnh mà chơi game mà đồ họa không được. Tiền bạc thì không thành vấn đề. Có tầm 200 củ thì 300 củ thì có lại được. Bây giờ một máy nó tầm 200-300 triệu để anh làm việc á. Nó cũng hợp lý. Thùng máy là 100 triệu đó luôn. Thùng máy bên em đã từng build một thùng máy có giá 1 tỷ 8. 1 tỷ 8. Đó. Và mức giá 200 triệu cho một bộ máy thì nó cũng khá là bình thường đấy anh ạ. Ông biết tiền tỷ tám là gì không? Là gọn bằng cái chiếc xe tôi đi luôn rồi đó, chiếc mẹt luôn á. Gần đắt hơn một con mẹt xe 200. Đắt hơn mẹt xe 200 luôn, trời gần đúng cái con của tôi xe 300 luôn á. Tại ví dụ cái này là nhiêu tiền? Như bộ này thì giá nó chắc vào khoảng 60 triệu gì đấy. 60 triệu? Vâng. À, cái bộ máy này không phải 60 triệu là để gọi là... Vâng, là... bộ này thì nó không phải để làm video, bộ này thì nó chuyên làm về đồ họa 3D ấy, thứ ấy. À, là mỗi cái thùng máy nó một cái chức năng khác nhau. Vâng, đúng rồi, mỗi cấu hình nó có một chức năng khác nhau. À, còn cấu hình của anh thì đương nhiên là em sẽ tối ưu riêng ra. À. Thôi em đi cho anh nhé. Vâng, ok anh. Thì bây giờ anh sẽ ngồi chờ em một chút, em sẽ lên cấu hình cho anh. Và kỹ thuật sẽ lắp ngay lập tức cho anh luôn. Ok. Rồi, rồi. Em chờ xíu. Ok, bạn chờ một xíu, bạn để bên đội kỹ thuật lắp xong cho bạn coi cái thùng máy của mình xịn như thế nào, bao nhiêu tiền nha các bạn. Thì ở đây là toàn là mấy anh mặc gaming không nhìn rồi rất là hầm hố vậy. Nhìn là thấy toàn xịn rồi đó. 1 hour later. Rồi, em qua. À, máy bay cắt xong trên kia rồi. Ok, em sẽ mời anh lên. Mừng quá. Chiều rồi. Rồi cái tiếng đồng hồ luôn á. Anh sẽ chiêm ngưỡng bộ máy có trị giá 200 triệu của anh. Và anh nhìn là chắc chắn sẽ đã luôn. Đấy mày, vâng, chân trên đồng hồ 2 luôn. Mày quý hiểm quá. Tầng 2 sẽ là khu kỹ thuật lắp đặt ở trên này. Rồi, bộ máy quay ra được ạ. À, lầu 2 là lắp đặt máy nha các bạn. Từ 1 thì chỉ có tư vấn, không biết là anh sẽ ngồi đấy không? À, đây tầng 2 là phòng lắp đặt máy. Nếu ai khát nước thì có nước ở đây. Nước mua được sẵn rồi miễn phí cho anh. Đây nó đúng, miễn phí luôn. Trời, tôi mua dàn máy 200 triệu được miễn phí hay sao? Là ai cũng không, được. Ai cũng được miễn phí. Anh cứ vào đây là sẽ có nước miễn phí hết. Trời, lúc Coca Cola luôn là trời, tôi uống miếng thôi. Mà chờ cái tiếng hồ nãy giờ khát nước. Đây, rồi. Và bộ máy của anh sẽ được lắp xong bên này rồi. Ủa? Đấy bạn, cho bạn coi không gian xíu đi. Trên này là những cái bộ mà chắc đây sẽ là những cái cạnh bên kia. Rồi bên em lắp. Đây. Trời ơi, máy lắp đặt cho tôi nó gì cả tiếng hồ nữa bạn. Nó đáng để cả tiếng đúng không? Trời ơi, màn hình công. Màn hình công. Đây bộ à? PC nó sẽ rất to. Bộ PC. Và có một điểm rất đặc biệt ở bên trong. Có một điểm rất đặc biệt ở bên trong. Đây, em sẽ mở ra xem. Nó to thế nhỏ. Nó nhìn tiếng tướng của tôi nè. Trời, nó nặng luôn chứ. Cái này chắc có phải 20 kg. Đây thì sẽ là cái kính.
cái này để kính vào thì anh vẫn sẽ thấy ở bên trong. À, nhưng mà cái điểm đặc biệt anh chưa em tại các bạn bộ PC lấy kính ra nhìn nó trong bạn nhìn thấy giống như con phim mà Transformer không bạn, anh để ở giữa này trời ơi cầm tôi luôn nè. Ở đây cái viên quay kỹ kỹ không trời có thấy mặt tôi không đó. Thì đây bộ PC này á thì em build nó cực kỳ đồng bộ luôn, bởi vì em sử dụng nó toàn bộ là một hãng hết, nó là Asus. Asus thì chắc là anh biết rồi đúng không? Ông xem về sao lại Asus hết vậy? Bởi vì Asus nó là một cái brand rất là nổi tiếng về những cái linh kiện đắt tiền. Như là tiên nó đó, và cái hệ sinh thái sản phẩm của nó cũng rất nhiều, thành ra là nó đồng bộ được với nhau. Ví dụ nhá, đây em sẽ sử dụng bo mạch chủ là Maximus 12 của Asus, nó là bo mạch chủ Z490 và bên trên nó là lắp em Intel Core i9. Mạnh nhất chưa? Mạnh nhất luôn cho anh. i9 10900K. i9 10900K. Đấy, con chip nó không là nhiêu tiền. Mỗi con chip thôi là hơn 10 triệu anh ạ. Một con chip không là 10 triệu. Có xong này cái mặt quan lên là cái này. Cái này là cái tản nhiệt. Cái này là bộ tản nhiệt nước All-in-1 RAD 360 của Asus. Đây. Nhưng mà sao có hình ảnh trên nó? Ở trên này nó có cái màn hình anh ạ. Có thêm cái màn hình đúng không? Nói. Ở trên này nó có một cái màn hình, thành ra anh thích để cái hình gì vào cũng được. Ở đây thì em để luôn hình anh. Cái hình này là hình vi tính hay là hình thường? Cái này là cái hình anh để bất kỳ hình gì vào cũng được anh. Có nghĩa là anh có thể điều chỉnh được. Không, cái cục tản nhiệt. Đây là không, đây sẽ là phần tản nhiệt nước, ở đây là cái máy bơm và cái màn hình nó sẽ đẩy nước lên đây này. Đó, cái bên quay cái đấy và nó là RAD 360 bởi vì con i9 là một con rất là nóng. i9 là một con rất đây, nóng và rất cố quay sẽ thấp xuống thế nào. Có ba cái cục nguồn nó đang chạy. Ôi nó ba cục này là gì nữa? Còn cái này là card đồ họa anh ạ. Và đây là card đồ họa. Vâng, cái này cũng là card đồ họa của Asus. Con này là con Asus ROG Strix RTX 3090. Con khủng nhất và đắt tiền nhất bây giờ. RTX 3090 nghĩa là 4GB đúng không ạ? 30, con này là 3GB. Không, con này là 24GB. 24GB. Một con 8GB để đạp Bitcoin á bạn. Trời ơi. Con này là con 24GB bởi vì bộ máy của anh là 200 triệu. Đó, và anh muốn chơi game được, anh muốn làm video được, anh muốn stream game được. Cả bộ này nó cân hết. Anh làm video 4K rồi này là bình thường đúng không? Thậm chí anh quay 8K. 8K luôn. Vâng. Và những cái này nó đồng bộ với nhau. Cái con này là nhiêu tiền? Mỗi con này thôi là vào khoảng gần 50 triệu anh ạ. Gì? Cái con kẹp hình này 50 triệu. Vâng. Nghĩa là ba con đúng không? Ừ, không, có nghĩa đây đây là một con nhưng nó có ba cái quạt. Ba cái quạt này để tản nhiệt cho con này. Trời, một con không mà 24GB. 24GB là 50 triệu. Trời, cái 50 triệu. Trời, đồ là... Asus là đồ đắt tiền mà anh. Đúng rồi. Cái con này đã đạt Bitcoin là hết sảy luôn. Vừa anh vừa làm video đạt được đúng không? Nếu mà anh muốn đào Bitcoin anh phải mua tầm 8 con này. Mua 8 con này nữa. Anh phải mua 8 con này về. Và những cái linh kiện này nó rất là đồng bộ với nhau, bởi vì như anh thấy này, bởi vì nó cùng là của Asus mà, mainboard của Asus này, tản nhiệt của Asus này, đây cái card đồ họa của Asus, vỏ cây cũng là của Asus luôn, cái vỏ cây rất to rất đẹp ở đây, đó. Cái ghét là bao nhiêu tiền? Riêng cái cây này nó cũng đã phải tầm gần 10 triệu rồi. Cái ghét là 10 triệu. Rồi, cái này là mắc nhất trong cái bộ này. Vâng. Là cái gì? Mắc nhất của bộ PC này nó là cái card đồ họa này. Cái họa này gần 50 triệu. Đó. Ở bên dưới em cũng chọn cho anh luôn là con nguồn của Asus, nhìn nó đồng bộ với nhau luôn. Đấy. Cái nó hiện luôn bao nhiêu watt luôn các bạn. Vâng. Có nghĩa là anh đang dùng bộ PC của anh nó dùng hết bao nhiêu watt thì nó sẽ hiện ở đây. Ví dụ như là đây là bộ máy này đang chưa chạy gì này. Nó ăn khoảng 120 watt, nó hiện ra đây cho anh luôn. Và thực ra khi anh build toàn bộ là đồ của Asus thì nó sẽ sync được với nhau, nó đồng bộ được với nhau ấy. Đây anh thấy này, nó đang đứng này. Này. Nó màu hồng hết. Và anh có thể điều chỉnh được. Đây các bạn. View một bộ nhìn hoành tráng không? Đây là cái tổ của tôi gọi là làm video để mong xem là những chơi siêu việt và chơi game streaming với khán giả này được luôn, live stream được luôn, được luôn anh. Là, vừa live stream mà vừa làm video render đa các bộ, anh làm được tất cả mọi thứ luôn. Đây anh thấy này, bên này anh có một cái màn hình rất rộng. Cái màn hình nhiêu tiền? Con màn hình cong này á, để đáp ứng được anh vừa làm video được này, có nghĩa là màu vẫn rất đẹp nhé. Màu rất đẹp và thứ hai là nó rất mượt và nó rất to để anh làm được tất cả mọi thứ. Con màn này có là 80 triệu đấy. Thôi, 80 triệu tính cho trong cái tiền khác này chưa? Chưa. 80 triệu, có nghĩa là 200 triệu bên này, 80 triệu bên này đi luôn đúng không? Bên này là khoảng hơn 100 triệu. À, 100 triệu. Còn con này là 80 triệu rồi. À, rồi, vậy là ok. Ủa, nhưng mà giờ anh làm video anh đi quay xuống biển rất là nhiều, dung lượng anh cao lắm, em view mà 100 triệu rồi, cái ổ cứng anh bao nhiêu? Không, anh yên tâm là bên trong đấy em đã tính tất cả mọi thứ ra, đã có cả ổ cứng rồi. Đó, thì bởi vì anh edit video 4K 60fps đúng không? Thế nên là ổ cứng em đã chọn cho anh đây. Em cho anh 3 con luôn, 3 con. Vâng, mỗi con này
Thật đây sâu. Là con SDWD Black SN850, mỗi con này 500GB, 3 con để anh có thể lưu video thoải mái hơn. SD đúng rồi nè, nhanh nè. Lưu video là tầm cái này là T rưỡi đúng không? Là 3 con là 1 T rưỡi. Đặc biệt là tốc độ của con này cực kỳ kinh khủng nhé. Anh mua SD bình thường trên thị trường ấy, tốc độ của nó sẽ vào khoảng là 3000 mấy mê thôi, con này 7000 mê. 7000 mê, thật sự là nếu mà bạn nào mà chuyên mà làm travel vlog á, mày mới biết là những cái ổ cứng nó quan trọng kinh khủng. Tại dung lượng quay rất là nhiều, tại vì quay rất là nhiều xong giờ edit cắt cho bạn xem cái cảnh mà flycam nè, đi GoPro nè, rồi quay rất là nhiều, không phải như các bạn là những vlog khác là bạn có chủ đích. Nhưng khi đi du lịch đó, bạn đi qua tỉnh này tỉnh nọ, bạn không có biết được là quay cái gì, nó quay gì đó, nên quay rất là nhiều, nó quay còn rất là nhiều. ED dung lượng lớn là một, và tốc độ nó phải nhanh. Tốc nhào nhanh để chuyển qua chuyển lại, cho nhiều khi tôi chép du lượng cái 100GB, 200GB mà ngồi đấy. Mà nó đây nó đọc ghi khoảng 7000 mê một giây. Chứ bình thường là mua ngoài là 3500 thôi, tại anh cũng không đổi, không để ý, không bình thường tâm. Nếu mà một con đắt tiền khác nhiều thì con này nhiêu tiền? Con này một con 500GB này giá của nó sẽ vào khoảng 4 triệu rồi. À, ba con là 12 triệu rồi. À, ba con 12 triệu nói chung cũng không giá cũng không cao lắm. Nhưng mà nó sẽ nâng tầm cái trải nghiệm của anh lên rất là nhiều. Rồi. Giờ test thử cái này nọ gì không? Ồ được chứ anh. Anh có thể test tất cả mọi thứ ở đây luôn. Ở đây thì em đã cài sẵn một số game ở đây cho anh rồi. À, đặc biệt có CSGO này. À, với cái CSGO này em sẽ phải nói cho anh một cái công nghệ cực kỳ đặc biệt ở trong bộ PC này và dành riêng cho anh này. Đó là CSGO, một tựa game bắn súng nổi tiếng nhất bây giờ luôn, được người chơi nhất luôn. Ở trong những cái tựa game mà về bắn súng này á, có một cái cực kỳ quan trọng chính là độ trễ. Khi mà anh từ lúc anh nhấn chuột vào cái màn hình ấy. Đúng rồi. Nó có nghĩa là với những bộ PC bình thường khi anh nhấn chuột xong này, nó sẽ có một cái độ trễ để vào trong game. Thì lúc đấy anh mới nhả đạn ra. Thì có thể nhiều khi kẻ địch nó đi qua ấy, thì là cái đi qua rồi, lúc đấy máy mới nhận cái tín hiệu là mình bắn. Thì nó trượt. Nhưng mà ở trong cái bộ PC này, nó sử dụng card đồ họa của Nvidia thì nó sẽ có công nghệ là Nvidia Reflex. Và lúc đấy á, anh nhấn một cái nó nhận luôn. À, nó bắn cái là thằng khác mà nó bị ép mà nó chạm vào mình là có nghĩa là nó đi qua mình thấy nó, mình nhấn bắn một cái nó bắn liền luôn, nó bắn liền luôn chứ nó không có cái độ trễ nữa. Đấy anh có thể ông nhìn mẹ đấy, ông nhìn chó thật, chó nó sướng anh nhìn rộng như này nhìn sướng đúng không? Trời ơi, nó vừa nét, nó vừa mượt, ôi nét vừa đã. Trời ơi, đây là con góc tối vậy bạn, mà nó nét kinh khủng luôn nè. Tôi coi cho em coi cho góc tối luôn. Trời, cái này về anh chơi game là bao đã luôn anh. Nhiều khi chắc anh thành streamer chứ không phải làm du lịch đâu anh. Ước mơ của mấy ông mà thời mà sinh viên, mà ước mơ của tôi thời sinh viên luôn mà. Bây giờ tôi già rồi đó. Giờ tôi phục vụ công việc cho game giải trí. Đây là bắn game ảnh tiêu là có. Độ trễ xem chưa hiểu nha, cái độ trễ là sao? Trễ. Đây, em sẽ có một cái này demo cho anh sẽ dễ hiểu hơn này. Cái này tôi. Em có cái video sẵn. Em biết là nói kiểu gì anh sẽ hơi khó hiểu mà. Đây, em sẽ có một đoạn video để nói về công nghệ giảm cái độ trễ mà của chuột ấy. Bởi vì bình thường ấy, chuột anh nhấn này là nó phải đi vào bên trong cái con CPU nó xử lý rồi nó đưa lên màn hình. Rồi. Thì bây giờ là con chuột anh nhấn phát cả đồ họa xử lý đưa lên màn hình luôn. Nghĩa là nó đây. Đây. Là anh thấy này, anh nhấn một cái đó, anh thấy cảm giác là nhiều ở đằng trên này nó không có độ trễ. Ủa rồi xong cái này ổ cứng chỉ có tê rưỡi rồi xử lý rồi anh muốn chịu dung lượng nhiều hơn sao? Không, đấy là một tê rưỡi là chỉ có SSD để anh lưu một số file video đang làm cũng như là anh lưu một số game anh đang chơi. Đương nhiên ở bên trong này nó sẽ có thêm 5 con HDD WD Black 1T. Nghĩa là 5 con 1T đó là 5T. Có nghĩa là những cái video nào mà anh edit xong rồi ấy, anh up lên rồi, anh sẽ copy vào đây. Đúng rồi. Nó sẽ lưu trữ rất là bền trong thời gian luôn. Và giờ tổng cộng anh có là 6T rưỡi mà 1T rưỡi là SD, 5T là HDD. Trời ơi. Anh lưu game, anh lưu video của anh lưu thoải mái luôn này. Bẻ quá bạn. Trời nó phê đó. Là cái ổ cứng HDD là của thằng này sắp luôn hay sao? Ổ HDD sẽ cũng là của dòng WD này luôn, nó cũng là WD Black luôn. Ủa bởi vì WD Black nó một thương hiệu nó ăn vào cái tiềm thức của người Việt Nam là rất bền rồi. Khi mà anh sử dụng ổ cứng của WD đây nó có một hệ luôn là SSD của WD và HDD của WD này. Thì anh sẽ có một cái phần mềm đấy, anh có thể theo dõi được cái tình trạng sức khỏe của nó. Với ổ cứng của anh mà sắp lại ghi chép là bao nhiêu lần rồi này nọ, đúng không? Là tất cả mọi thứ liên quan đến cái ổ cứng của anh ấy, thì nó sẽ đi vào cái phần mềm dashboard này của WD. Và nó cho anh nhiều thông tin chi tiết lắm, nó có thể báo được cái tình trạng sức khỏe của nó này. Device health. Đấy, normal là nó đang rất là bình thường. Tổng dung lượng là dòng này là 90%. Rồi thậm chí anh sang đây anh có thể xem được cái performance của nó. Chụp bao nhiêu tiền anh?
Con chuột này là có giá 3-4 triệu. Thôi con chuột này không là 3-4 triệu là nguyên cái bộ này là nguyên bộ này, nguyên cái bộ bàn phím này, chuột này, bàn di chuột này, rồi cả cái tai nghe này nữa là có khoảng 15 triệu. Tại iSoft nguyên một bộ. Nguyên một bộ này hệ thống. Là mình xài iSoft cũng nhiều mà đó giờ mình edit toàn là nó... trên laptop là cũng iSoft hết. 4 năm nay anh thấy này, điểm lợi khi anh dùng toàn bộ ASUS là nó đồng bộ với nhau, anh nhìn màu màu của bàn phím này. À vô hàng chuột này, hàng khác là nó vô rồi đúng không? Đúng rồi. Xong hết chưa anh? Đây, bộ PC của anh như này là xong hết rồi đấy. Nhưng mà em sẽ có một cái tiết mục này cho anh, đấy chính là bởi vì anh là chủ nhân của bộ PC này, thế nên là anh sẽ phải là người để bóc siêu nó. Bóc siêu nó là còn siêu gì chỗ này nó? Đây, bởi vì nó là kính mà anh, thế nên là nó sẽ yêu cầu độ trong rất là tốt. Và anh sẽ phải bóc cái siêu này đi. Ai nào, chỗ này nó có cái nó là của anh, thế nên anh sẽ phải bóc nó. Đó, bóc siêu này rẻ mà, chứ bằng 200 triệu rồi mà bóc được lò này thế nào. Trời ơi. Đấy. Cái này giống như lọc siêu mẹt đồ này đó. Rồi lọc là ghê da rồi nè. Trời ơi. Đột ra thì nó sẽ trong hơn, anh nhìn vào và anh thấy cái mặt của anh trong kia. Nó mặt của mình trong đó, nhìn thấy mặt sáng rồi này nọ. Ok, cái này nó hài lòng rồi đó. Bây giờ đây em có laptop không? Thì... kiểu như là hồng cá tính cánh sen rồi nhẹ mỏng đẹp không? Em sẽ có một con này rất phù hợp với cả cameraman bên anh. Laptop này nó cũng là của ASUS để đồng bộ với cả cây của anh đó. Trời và ơi. Nó không phải là rất dày, nó mặc dù con này cấu hình rất khủng nhá. Nhưng mà con này có còn đây anh lật lên là anh thấy này. Nhưng mà con này có một điểm đặc biệt để dành cho editor bên anh á là nó có hai màn hình. Trời. Đây là con ASUS Zephyrus Pro Duo. Nó có hai màn hình. Bởi vì anh sẽ phải edit video rất là nhiều đúng không? Anh cần cái không gian hiển thị video này. Trên này anh có thể edit video, ở dưới này là cái timeline video của anh này. Đấy, đấy hình như luôn. Đấy nó rất tiện luôn á. Trời ơi, sách đi nước ngoài là nhẹ tưng luôn. Con này nhiêu tiền anh? Con này là 120 triệu anh ạ. Trời ơi, 120 triệu. Thôi tôi mua cái thùng máy này có 80 triệu, 100 triệu à. Con này là hai con này ngang giá nhau. Hai con này ngang giá nhau. Tại không tiếp hình cho nha bạn, là hai con laptop với lại con này là ngang giá nhau. Thì nhưng mà con này được một cái là anh có thể mang đi bất kỳ đâu, anh mang đi nước ngoài được, anh mang đi du lịch được. Nó mạnh, nó làm được video luôn. Mà này nó mỏng, ngày xưa mua con laptop iSoft nó dày khâu vậy nó mỏng. Đó là ngày xưa anh, bây giờ con này nó dòng cao cấp. Nó là dòng Zephyrus cao cấp của ASUS, thế nên là nó rất mỏng và nó rất mạnh và nó rất tiện. Cái màn hình này là cảm ứng luôn đấy. Đúng, này cảm ứng luôn. Đây, cái màn hình này nó lại trên này đúng không? Đây edit này nọ trên này đúng không? Vâng. Trời ơi, cảm ứng các bạn. Thấy chưa? Đây anh có thể nhấn vào đây luôn được này. Đó. À. Đấy. Anh nhấn cái mũi tên đây, anh thậm chí là anh bật được cái cả máy tính các thứ bên này luôn. À, là mình hiển thị trong chỗ này thôi, còn trên này là muốn hiển từ này lên trên này. Trên này anh muốn kéo lên mà. Nó lặp hay sao? Đây anh có thể dùng chuột ở đây. À, này có chuột chỗ này. Đây, anh có thể kéo vào. À. Kéo nó lên. Đấy. À, rồi hiểu rồi. Kéo lên kéo xuống thì nữa bạn. Vâng. Rồi không? Trời, 120 triệu. Khi mà anh có nhiều tiền thì công nghệ đi cùng với anh nó sẽ khác anh ạ. Phê chưa, phê chưa. Con này là để edit, là ấy bài luôn. Chơi game, chơi đồ. Nó là dòng laptop gaming của anh, thế nên là nó có thể làm được rất là nhiều thứ. Anh có thể chơi game được, thậm chí anh làm video thoải mái luôn. Rồi ok, lại là tính tiền tổng hết hai con này là nhiêu tiền? Tổng hết nguyên một bộ này nó sẽ có giá là hơn 300 triệu, gần 350 triệu ấy. 350 triệu các bạn. Thôi, mấy cái hài lòng bây giờ tôi thanh toán đi. Bây giờ thì anh sẽ cùng em xuống thanh toán. Ở trên này sẽ có đội kỹ thuật lo, sẽ là đóng gói lại hết rồi. Và mang xuống cho anh. Đây. Vâng, thanh toán như thế này đúng không? Vâng. Rồi, đây. Tốt này các bạn. Đây, đây sẽ là view của anh. Tổng cộng ở đây sẽ là 322.740.000. Trời ơi. Là 322.739.000 các bạn. Đó, đây. Ông nào rành máy tính ra nhìn mấy cái mã là có bảo hành 3 năm 2 năm. Rồi, bây giờ anh thanh toán anh sẽ em đẩy không? À, vâng. Trời ơi, anh đẩy cái này 322 triệu. Bây giờ chỉ có thỉ của Vietcombank thì sẽ đen mới cài được thôi các bạn. Thì bật luôn đó. Rồi và bây giờ thì kỹ thuật sẽ mang bộ PC của anh xuống đây rồi, thì sẽ để cái xe ra luôn. Rồi ok. Đây thì không được là nó hàng cũng đèn sáng. À. Đây là cái bộ. Đây của mình. Đó. Ok rồi em tính làm xem về trước, còn cái màn hình của mình không? Màn hình thì màn hình thì bên em sẽ giao qua cho anh sau. Màn hình nó sẽ khá là dễ tốt nên là cái màn hình dở thôi. Hôm nay để trong góc được rồi. Rồi được anh. Rồi.
ngồi ghế. Không. Ở ghế đi. Cái laptop một cái phòng máy nó to là không vừa luôn các bạn. Ở trong này nè. Anh lên trên này. Không vừa luôn cái cốp là bạn biết rồi. Đây, bây giờ. Điều không? Vừa. Sao bên kia? Rồi, ôi cái phòng máy nó to đấy chứ. Đó, con thấy xe 300 mà không vừa luôn cái phòng máy là thấy rồi. Được không anh? Vừa kít. Kít luôn. Đó, giờ còn cái màn hình nữa là không vừa luôn. Bạn làm hình là rất dễ vỡ, 80 triệu luôn, rất là mắc. Rồi, được không anh? Đó. Đấy hả? Ok. Thôi thì anh ship cái màn hình về cho em nha. Đương nhiên là anh ship nhà cho anh luôn. Rồi ok các bạn, nói chung là đây là video mình đi mua rất là mãn nguyện cái máy để làm video nào du lịch chơi game này nọ đó. Rất là cảm ơn mình anh Nguyễn Công PC. Nguyễn Công PC. Rồi. 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 Rồi.